Quay trở lại cùng với các bạn của chị trong một chương trình mà chị nghĩ rằng có rất là nhiều bạn yêu thích chương trình này. Đó là Từ Điển Tiếng Văn. Và ngày hôm nay chúng mình có số 04 của chương trình này. Rất là vui vì được quay trở lại cùng với các bạn dù đã khá là lâu rồi đúng không? Thế nhưng một điều vô cùng tuyệt vời là các bạn của chị vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi chị như thế. Thế nên ngày hôm nay không phụ sự kỳ vọng của các bạn, chờ đợi của các bạn, chúng mình sẽ cùng tiếp tục hành trình văn chương này các em nhé, để tiếp tục đi tìm hiểu về những khái niệm mà có thể các bạn đã rất quen thuộc với nó rồi nhưng nhiều khi chúng mình lại không đào sâu xem cụ thể thì khái niệm đó là gì. Và trong phần radio ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cụm từ vừa quen vừa lạ. Quen là vì các bạn đã nghe tới nó quá nhiều rồi, thế nhưng lạ có thể là ngày hôm nay chị sẽ giúp cho các bạn khám phá ra những thứ mà có thể là các bạn đã bỏ quên đấy. Và cụm từ ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu đó chính là những chi tiết nghệ thuật trong các tác phẩm thơ. Nào, bây giờ thì chúng mình cùng với nhau tìm hiểu ngay thôi. Các bạn thân mến, theo từ điển thuật ngữ văn học thì chi tiết nghệ thuật được hiểu là các tiểu tiết của các tác phẩm mang sức chứa lớn về mặt cảm xúc và tư tưởng. Họ gọi chung là chi tiết nghệ thuật. Cũng theo nhóm tác giả viết cuốn sách này thì tùy theo sự thể hiện cụ thể, chi tiết nghệ thuật có khả năng thể hiện, giải thích, làm minh xác cấu tứ nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ và trở thành tiêu điểm, điểm hội tụ tư tưởng của tác giả trong tác phẩm đó. Chi tiết nghệ thuật thì gắn với quan niệm nghệ thuật về thế giới con người, với truyền thống văn hóa, nghệ thuật nhất định. Cũng có một khái niệm khác trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 ở bộ nâng cao nhé, thì cho rằng chi tiết nghệ thuật là những biểu hiện cụ thể, lắm khi nhỏ nhặt nhưng lại cho thấy tính cách của nhân vật và diễn biến quan hệ của chúng, đồng thời cũng biểu hiện quan sát, sự quan sát và nghệ thuật kể chuyện của tác giả. Do đó thì chi tiết đóng một vai trò rất quan trọng đối với nhân vật, vừa tạo ra sức hấp dẫn, thú vị và bộc lộ ý nghĩa của chúng nữa. Đó là những khái niệm về chi tiết nghệ thuật mà có vẻ như là chúng mình đang nghiêng nhiều hơn về văn xuôi đúng không? Thế nhưng các bạn có biết không, ở chi tiết nghệ thuật ở trong thơ cũng có những chi tiết nghệ thuật đấy. Chúng mình có thể hiểu chi tiết nghệ thuật là những yếu tố nhỏ lẻ của từng tác phẩm, nhưng mang sức chứa lớn về mặt cảm xúc và tư tưởng. Sức chinh phục của hình tượng nghệ thuật là ở sự truyền cảm, góp phần quyết định, tạo ra sự hấp dẫn truyền cảm lôi cuốn người đọc, chính là nhờ vào những hạt bụi vàng mà chúng ta gọi là chi tiết. Chi tiết nghệ thuật thì gắn với quan niệm nghệ thuật và quan điểm nhân sinh của nhà văn. Đối với người đọc, khi nhận biết được các chi tiết đắt giá trong tác phẩm, thì chúng mình hoàn toàn có khả năng làm rõ, sáng tỏ được ý nghĩa, hình tượng nghệ thuật, tư tưởng, chủ đề của tác phẩm. Và quan trọng hơn là chúng mình có thể nhìn ra ý đồ sáng tạo của nhà văn gửi gắm trong tác phẩm đó là gì đấy. Thế còn như chị vừa nói, trong văn xuôi, chi tiết nghệ thuật được coi là những cái mắt xích rất quan trọng để làm nên một tác phẩm tuyệt vời. Trong thơ thì sao? Chi tiết nghệ thuật trong thơ thì khác với văn xuôi. Thơ được xem là vương miện của nền văn học, là tinh chất của ngôn ngữ văn học. Một ngôn ngữ chưa có thơ là một ngôn ngữ chưa có sự phát triển. Một sự đổi mới văn học chưa có sự đổi mới về thơ là sự đổi mới chưa hoàn thiện. Chi tiết vốn là lẽ sống của nghệ thuật. Với thơ thì chi tiết, hay nói cách khác là những hình ảnh xuất hiện trong thơ, chính là hồn cốt. Bài thơ sống được hay không là nhờ vào những hình ảnh chi tiết đó. Và chi tiết trong thơ thì đôi khi chỉ thu hẹp lại trong một giới hạn rất nhỏ của thi ảnh và ngôn từ thôi. Đối với một bài thơ, nếu nắm được thi ảnh và ngôn từ đặc sắc, xem như là bạn đọc đã nắm được linh hồn của bài thơ, gọi là nắm được nhãn tự, kết tinh của thần thái linh hồn trong tác phẩm. Chúng ta thấy rằng quy mô chi tiết trong thơ thường nhỏ hơn rất nhiều so với trong những tác phẩm văn xuôi đấy. Vậy thì trong phần radio ngày hôm nay, đang nói về những chi tiết và hình ảnh quan trọng trong thơ, chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một số những chi tiết, những hình ảnh được coi là nhãn tự xuất hiện trong một số các bài thơ nổi tiếng các bạn nhé. Bài thơ đầu tiên chị muốn đề cập đến với các bạn, đó là bài thơ Tức Cảnh Bác Bó của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài thơ này có một từ, một chi tiết đặc sắc nằm ở câu cuối.
cuộc đời cách mạng thật là sang. Và khi đọc câu thơ này, chúng ta có thể thấy rằng có một từ giống như là một viên ngọc đang tỏa ra cái luồng ánh sáng rất rực rỡ trong câu thơ, đó chính là từ sang. Và từ sang này đồng thời được coi là nhãn tự của câu thơ, cũng được coi là nhãn tự của bài thơ. Thâu tóm toàn bộ tinh thần của bài thơ này, cảm hứng thơ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn truyền tải. Toàn bộ cái hay trong bài thơ là nói về cái sang của người làm cách mạng. Sang trước hết là một giá trị. Về bản chất thì sang là một cái tốt đẹp. Tất nhiên không phải cái đẹp nào cũng sang. Cái đẹp là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ. Chỉ những khi nó đạt được tới một đẳng cấp nào đó thì mới gọi là sang. Nó vẫn thường đi với cao, đi với trọng. Sang mang ý nghĩa quý phái, quý tộc, là đẳng cấp thẩm mỹ của quý tộc. Cái đẹp được thể hiện đẳng cấp mới là cái sang. Bác nói tới cái sang của người cách mạng là đẳng cấp cao trong văn hóa. Sang trong quan niệm thì có hai loại. Sang theo kiểu trường giả, tức là tỷ lệ thuận với vật chất, thường được gọi là sang giàu. Kiểu này thì sang chỉ có thể xuất hiện khi người ta được hưởng cao lương mỹ vị này, gắn với một đối tượng tầm thường nhất định trong xã hội thôi. Còn loại thứ hai là sang theo quan niệm của kẻ sĩ, tức là người có học. Sang là một giá trị tinh thần, đôi khi còn đối lập với vật chất. Trường giả giàu sang, còn kẻ sĩ thì nghèo mới sang. Biểu hiện nổi bật mà chúng ta có thể thấy là việc coi thường vật chất, khinh thế. Những người cách mạng thực ra là những kẻ sĩ. Và những hình ảnh như cháo bẹ, rau măng, bàn đá không nhằm nói lên điều kiện sống, mà chủ yếu bộc lộ tư thế cao sang, đẳng cấp văn hóa của người làm cách mạng. Cách cấu tứ của bài thơ này là nhập cái sang của kẻ sĩ trung đại với cái sang của chiến sĩ hiện đại thành cái sang của người làm cách mạng. Và qua đó thì ta thấy được vẻ đẹp tâm hồn cũng như là khí chất của người Cộng sản Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bạn có thể thấy là chỉ với một từ thôi, chỉ với một từ được coi là nhãn tự của câu thơ này thôi, chúng ta thấy nó bao hàm ở trong đó tất cả mọi thứ mà bản thân chúng ta đang tìm kiếm, đúng không? Và các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? Các bạn có thể thấy rằng là rõ ràng là chỉ cần một từ đắt giá, một hình ảnh đắt giá, một chi tiết đắt giá sẽ làm cho cả câu thơ đó, làm cho cả bài thơ đó trở nên sáng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian một chút xíu nhé, để cùng quay trở lại với một chi tiết ở trong một tác phẩm được coi là văn hóa của Việt Nam, một tác phẩm kinh điển trong văn học trung đại. Chi tiết trong thơ nhiều khi là một mật mã. Giải mã chi tiết tức là chúng ta nắm được ý đồ nghệ thuật, ý đồ tư tưởng của nhà thơ. Chỉ qua một vài con chữ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, ví dụ như là chữ tót với cái câu ghế trên ngồi tót sỗ sàng, hay là chữ cò kè trong câu cò kè bớt một thêm hai, mà đại thi hào Nguyễn Du đã lật tẩy chân dung của gì ạ? Của một kẻ con buôn, vô học, thô lỗ của nhân vật Mã Giám Sinh. Hay là chúng ta có thể thấy rằng một chữ lẻn thôi đã lộ ra bộ mặt tính cách mờ ám, lén lút, cháo trở của Sở Khanh. Các chữ tót, cò kè được coi là những chi tiết vô cùng đắt giá để làm nổi bật hồn cốt của nhân vật. Và từ đó chúng ta cũng thấy được là cái phác họa và cái hình dung về nhân vật trong suy nghĩ của bạn đọc trở nên rõ ràng hơn rất là nhiều, đúng không nào? Chi tiết trong thơ hay hình ảnh trong thơ cũng hàm chứa rất nhiều những nét nghĩa khác nhau, nhiều giá trị được gọi là tín hiệu của nghệ thuật. Và để giải mã được chi tiết trong thơ thì đôi khi chúng ta cần đến cả một chiều sâu văn hóa và những cái hiểu biết về những cái lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Ví dụ như trong câu thơ đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn, trong trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, thì rõ ràng là bản thân chúng ta để hiểu được về chi tiết miếng trầu thì phải hiểu được nghi thức giao đãi, phải hiểu được về nét đẹp phong tục ăn trầu của người Việt. Để có thể cắt nghĩa được hình ảnh, người đọc buộc phải liên tưởng và có cái hiểu biết về câu chuyện cổ tích sự tích trầu cau và rất nhiều những cái hình ảnh ca dao mượn hình ảnh ăn trầu để bộc lộ khát vọng nhân duyên và tình yêu đôi lứa.
và từ chiều sâu văn hóa của hình ảnh miếng trầu, thì Nguyễn Khoa Điềm muốn nhấn mạnh đến chiều dài lịch sử và bề dày văn hóa của dân tộc, những cái phương diện cấu thành nên đất nước theo quan điểm của Nguyễn Khoa Điềm. Và hình ảnh thơ này đã góp phần làm sáng tỏ tư tưởng đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại mà bản thân nhà thơ muốn thể hiện trong tác phẩm của mình. Còn rất là nhiều những cái chi tiết nữa mà chị muốn tìm hiểu cùng với các bạn. Thế nhưng mà có thể thấy rằng là mỗi tác phẩm thơ của mỗi người nghệ sĩ thì đều chứa đựng một cái chi tiết rất là riêng, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào phủ nhận vai trò và tầm quan trọng của chi tiết trong tác phẩm nghệ thuật được. Với mỗi nhà văn, nhà thơ thì quá trình sáng tạo gắn liền với ý thức làm nên những cái chi tiết và hình ảnh đặc sắc, góp phần thể hiện nội dung và chủ đề của tác phẩm. Chi tiết gánh trọng trách truyền tải đến người đọc những thông điệp mà nhà văn, nhà thơ gửi gắm, những cách nhìn và quan niệm sâu xa về con người và cuộc đời của người nghệ sĩ. Với người đọc, khi chúng ta có khả năng cảm nhận chi tiết nghệ thuật, chúng ta sẽ có chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa đầu tiên đi vào thế giới nghệ thuật của một tác phẩm văn học. Và một nhà văn, nhà thơ sẽ không thể làm nên tên tuổi nếu như tác phẩm của anh ta không được bắt đầu từ những chi tiết đắt giá. Và người đọc sẽ không nối được những nhịp cầu tri âm với tác giả nếu như không thông qua những tác phẩm chứa ngôn từ, chứa những hình ảnh và chi tiết nghệ thuật tâm đắc như vậy. Chúng ta thấy rằng bởi một lẽ, chân lý trong sáng tạo nghệ thuật luôn là chi tiết nhỏ làm nên tác phẩm lớn, chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn, nhà thơ lớn. Và cũng chính vì lý do đó thì nên trong bất cứ một tác phẩm nào, chi tiết, nghệ thuật, hình ảnh đều đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Các bạn thân mến, đó là những chia sẻ trong ngày hôm nay mà chị muốn có thể chia sẻ cùng với các bạn ở trong phần audio này. Rất hy vọng rằng với chương trình Từ Điển Tiếng Văn số 04, các bạn sẽ hiểu thêm về một số những chi tiết, hình ảnh quan trọng ở trong một số tác phẩm và cũng hiểu thêm về vai trò của nó ở trong những bài thơ mà chúng mình được học. Để từ đó chúng mình sẽ mở rộng cánh cửa để có thể tìm hiểu về những hình ảnh, những cái từ ngữ được coi là nhãn tự của câu thơ, của bài thơ. Và quan trọng hơn là các bạn sẽ viết được những bài văn cảm nhận và phân tích thật hay nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe phần audio này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình Từ Điển Tiếng Văn tiếp theo. Bye bye, chúc các bạn ngủ ngon.